Nhật Bãi Hồng Thanh xin kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Dạ vâng, ngày hôm nay thì cũng như thường lệ em lại tiếp tục lên báo giá nhanh 6 mẫu nồi 6 mẫu bếp ga dòng nội địa Nhật. Vâng, trước khi vào buổi báo giá thì em sẽ quay thành vách từng mẫu một để cả nhà mình theo dõi và lựa chọn cho gia đình nhà mình. Mẫu đầu tiên của ngày hôm nay thì em Thanh lên báo giá đó là một chiếc bếp thương hiệu Zinai phiến vặn này. Đó, một chiếc bếp thương hiệu Zinai phiến vặn cả nhà mình nhé. Khi nhà mình vào xem thì để ý cho em một chút là nó sẽ không có cái dấu hiệu bị chảy xước nhé. Ở đâu chảy xước thì em sẽ nói chảy xước, còn không có thì em sẽ nói không có. Và cái dòng phiến vặn này thì nó rất là nhẹ cả nhà mình ạ. Chỉ cần ấn nhẹ thôi và mình xoay, mình bật như thế này là nó sẽ lên lửa. Cái dòng phiến vặn này rất là dễ sử dụng, tiện sử dụng cho mọi lứa tuổi. Nhất là các bác mà cao tuổi có thể là sử dụng vào cái dòng phiến vặn này hoặc là cái dòng phiến nhấn chức năng đơn giản như thế này thì mình sử dụng nó sẽ an toàn và nó dễ dàng hơn. Riêng dòng bếp của Nhật thì nó đều có cảm biến nhiệt ở trên để phòng tránh cháy nổ rồi cả nhà mình nhé. Đó, có hai dòng cảm biến nhiệt này. Mà cái dòng cảm biến nhiệt này thì nhà mình chỉ cần nấu nó nhỏ lửa lại, tức là cảm biến đã hoạt động bình thường. Đó, cho nên là các bác sử dụng về cái dòng bếp Nhật thì phải nắm bắt được về cái sự an toàn của nó. Khi mà mình sử dụng thì nó rất là an toàn. Đó. Và nó sẽ là nhỏ lửa lại là cảm biến đã hoạt động rồi cả nhà mình nhé. Cái này thì nó có thêm phiến ấn 3S này. Khi mà mình muốn rang đồ khô được lâu này thì mình có thể là ấn vào đây giữ 3 giây này, nó sẽ hiện lên nốt đỏ. Thì là hai cảm biến nhiệt ở trên, nó sẽ không có tác dụng tắt lửa giữa chừng khi mà mình rang đồ khô nữa. Và sau khi mà mình rang xong rồi thì mình sẽ tắt nó đi để nó trở lại hai cảm biến hoạt động bình thường lại. Vâng, thành vách ở đằng sau luôn. Em sẽ quay luôn đằng sau để cả nhà mình thấy này. Bên em thì làm rất là cẩn thận cả nhà mình nhá. Ở đâu có cái hõm nhỏ thì bên em đều đã dùng lưới để chắn ở đằng trong, để chuột bọ nó không vào trong nó cắn dây điện được. Còn ở dưới thì đều đã có lưới chống chuột này, rất là an toàn bảo đảm. Nhà em làm thì rất là cẩn thận. Khi mà mình mua bếp ở bên em về thì chỉ cần cắm dây ga vào là sử dụng được thôi. Độ an toàn, độ chắc chắn, làm rất là cẩn thận nhé cả nhà mình nhé. Ở trong này thì nó là lò nướng thì vĩ nướng là inox này, còn khay nướng nó là dòng men zin. Và cái dòng men này thì nó sẽ chống cháy cả nhà mình nhé. Đó. Đó, chỉ có một tầng lửa thôi thì mình nướng được tầm 1 cân tôm hoặc là 1 cân cá thôi cả nhà mình ạ. Và bề mặt đằng trên của bếp là mặt men, mặt sơn cả nhà mình nhé. Cái dòng này nó là dòng mặt sơn này. Và họng bếp thì nó là dòng nguyên bản này. Đó. Bo lửa thì được làm bằng nhôm nguyên khối này. Đó. Rất là đẹp. Nói chung là cái dòng bếp của Nhật thì nấu nó rất là thích cả nhà mình ạ. Khi mà mình sử dụng mình nấu thì mình mới thấy cái độ hay và cái độ an toàn của nó cao này. Nó lại tiết kiệm được cái lượng ga cho gia đình nhà mình tới 30-40% lượng ga. Thông thường thì một chiếc bếp của Việt Nam mình thì cả nhà mình nấu tầm 2 tháng là hết một bình ga. Thế nhưng mà để mà sử dụng vào cái dòng bếp của Nhật này thì nhà mình phải sử dụng tầm 3 tháng, trên 3 tháng mới hết một bình ga cả nhà mình nhé. Nếu như mà các bác mà cao tuổi sử dụng ít ấy, thì nó phải rơi vào 4 tháng đó, thì mới hết một bình ga. Đấy. Nó tiết kiệm được cái lượng ga thì tức là nó đã tiết kiệm được cái lượng tiền cho gia đình nhà mình rồi. Và nó lại tiết kiệm được cả cái thời gian để mình làm việc khác. Chẳng hạn như là mình nấu thức ăn mình bắc lên đó, mình ra mình dọn dẹp này, nhà cửa hay tắm rửa cho con, mình không sợ bị cháy thức ăn hay là cháy nồi nữa. Đấy. Giống như một chiếc bếp của Việt Nam mình nữa. Vâng, cái này thì nó là thuộc dòng mặt sơn cả nhà mình nhé. Thì H1 này bên em đang bán với giá là 1.700.000 đồng. Đó, bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em. Bây giờ thì em sang cái mẫu thứ hai của ngày hôm nay. Nó cũng là thương hiệu Zinai cả nhà mình ạ. Vâng, cũng là dòng phiến nhấn. Cái này thì nó thuộc dòng phiến nhấn chức năng đơn giản. Thành vách thì không có chảy xước hay là móp méo nhé cả nhà mình nhé. Không có chảy xước, không móp méo này. Đời 21 này. Và riêng cái dòng bếp này thì nó cái cần này nó chỉnh lửa to nhỏ ở đây cả nhà mình nhé. Đó, chỉnh lửa to nhỏ này. Và ở dưới này thì nó đều có khóa trẻ em. Khi mà mình nấu xong thì mình khóa lại để cho trẻ em nhà mình nó không vào nó nghịch được. Đấy. Và sau khi mà mình vào mình nấu thì mình lại mở ra. Đó. Cái dòng bếp của Nhật này nó rất là an toàn bảo đảm cả nhà mình ạ. Và đây là lò nướng nhá. Trong khay nướng, vị nướng thì toàn bộ là inox còn mới kinh keng luôn. Đó. Và cái dòng này thì nó cũng chỉ có một tầng lửa của lò nướng thôi.
mình nướng thức ăn thì nó sẽ ít hơn. Và trước lò nướng thì nó đều có một miếng kính để mình nhìn vào, khi mà thức ăn của mình lượt trên nó đã vàng rồi thì mình lấy ra lật lượt dưới lên để cho nó chín đều của nhà mình nhé. Đó, cái dòng bếp Nhật thì nó rất là thích. Vâng, bề mặt đường trên của bếp là mặt men, màu này là màu ghi sáng ở nhà mình nhé. Bo lửa thì cũng được làm bằng nhôm nguyên khối này. Đó, nhôm nguyên khối. Họng của bếp đây, họng của bếp rất là tròn, chưa có cái dấu hiệu gọi như là hen dĩ hay là mòn đâu. Rất là đẹp này, thành vách này. Đó, đây là thoát hơi của lò nướng này. Riêng cái dòng thoát hơi của lò nướng này thì khi mình mà mua bếp ở bên em hay là ở shop nào cũng được. Đấy, thì mình mà không sử dụng đến, mình có thể là cắt một miếng sắt nhỏ mình đậy vào trong. Xong rồi thì mình đậy nắp này ra ngoài để nó tránh được cái dầu mỡ không bắn xuống dưới này. Thì cái độ bền cũng như là cái độ sạch sẽ của bếp nó sẽ được cao cả nhà mình nhé. Đó, thành vách. Thì không có chảy xước này, bề mặt đằng trên cũng không chảy xước, không móp méo. Đời 21 thì bên em đang bán với giá là, cái này nó là H2 này, bên em bán là 2.700.000 đồng. Bác nào mà ưng cái mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em. Và trước khi mà em gửi lên video 6 mẫu bếp ga ngày hôm nay thì em đều đã test về tính năng an toàn cũng như là ngọn lửa nó đã trở lại hoạt động bình thường rồi cả nhà mình nhé. Thì em mới gửi lên video để cả nhà mình vào xem. Mà ưng cái mẫu nào thì mình có thể là chụp lại gửi vào Zalo cho em, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 033 6148 716. Số Zalo của em cũng là số này, cũng là 03-6148-716. Và bên em thì dòng bếp ở bên em thì đều bao ship toàn quốc này, đồng thời là bảo hành về bếp là 1 năm, hỗ trợ về kỹ thuật bếp là trọn đời, và tặng cho mỗi bếp là 1 đôi pin. Đó, thì bác nào mà ưng cái mẫu nào thì chụp lại gửi vào Zalo cho em. Và bây giờ thì em xin phép được sang cái mã thứ 3 của ngày hôm nay. Nó là thương hiệu Paloma. Paloma cả nhà mình nhé. Cái này thì nó là full chức năng này, có đồng hồ hẹn giờ của hai bếp nấu ở trên và đồng hồ hẹn giờ của lò nướng ở dưới này. Đó, chức năng thì là nấu cơm, nấu cháo này và tăng nhiệt độ này. Bên này thì có phím ấn 3S cả nhà mình nhé, trong lò nướng. Lò nướng, khay nướng này, tất cả là inox. Cái này thì nó thuộc dòng 2 tầng lửa. Đấy, khoang của nó rất là rộng thì mình sẽ nướng được tầng trên 1 cân tôm, trên 1 cân cá cả nhà mình ạ. Cái này thì thành vách, nó không có chảy xước nhé. Không có chảy xước, không có móp méo ở đâu. Đấy. Đời thì là đời 12. Bề mặt đằng trên của bếp là mặt men này. Bo lửa thì được làm bằng đồng nguyên khối cả nhà mình nhé. Bằng đồng. Đấy. Cái này thành vách cũng như là bề mặt đằng trên này. Đó, nhà mình thấy. Cái này là H3. Bên em đang bán với giá là 3.100.000 đồng. Bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em. Bây giờ thì em xin phép được sang cái mẫu thứ tư của ngày hôm nay. Mẫu thứ tư của ngày hôm nay thì nó là thương hiệu Zinai cả nhà mình nhé. Cái này thì nó là full chức năng. Hai đồng hồ hẹn giờ, một đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu và một đồng hồ hẹn giờ của lò nướng này. Có chức năng chế độ này là nấu cơm, nấu cháo này. Cái chức năng nấu cơm này thì nó sẽ thay thế khi mà mình sử dụng nồi cơm điện. Chẳng may mà mất điện thì mình có thể là sử dụng vào chế độ mình nấu cơm. Rất là an toàn, bảo đảm. Bên này thì nó có chức năng là tăng nhiệt độ từ 160 lên 200 này. Có chế độ nấu nước hẹn giờ 5 phút, 10 phút này. Phím ấn 3S cả nhà mình nhé. Đó, rất là nhiều chức năng. Một chiếc bếp của họ làm là nó có đầy đủ chức năng này. Vừa chống được cái sự cháy nổ này, mà nó lại an toàn bảo đảm này. Mình nướng thức ăn hay nấu thức ăn nó có giờ điểm của nó này. Thì nó rất là ngon. Đấy. Vâng, ở trong lò nướng, khay nướng, vị nướng này, khay nướng, vị nướng, tất cả là inox cả nhà mình nhé. Tất cả là inox này, còn mới kinh keng luôn. Cái này nó cũng là dòng 2 tầng lửa. Đấy, ở trên này mình nướng thức ăn thì ở trên hấp xuống này, ở hai bên hấp lại này thì nó sẽ chín bằng nhiệt. Khi mà thức ăn chín bằng nhiệt thì nó sẽ rất là ngon thức ăn cả nhà mình ạ. Nó giữ được cái hương vị và độ ngọt của nó. Thành vách của cái này thì nó không có chảy xước ở đâu cả nhà mình nhé. Không chảy xước, không móp méo. Bề mặt đằng trên là mặt kính này, mặt kính dạ đá đây. Vâng, cái diềm này là full inox cả nhà mình nhé. Đó, dòng diềm. Và kiềng cũng là inox này. Bo lửa thì được làm bằng nhôm nguyên khối. Đây là thoát hơi của lò nướng cả nhà mình nhé. Đó, cái này thì cũng đẹp này. Cái này là H4 này, thì bên em đang bán với giá là 4.600.000 đồng. 4.600.000 đồng. Vâng, trong buổi báo giá ngày hôm nay thì bác nào mà ưng cái mẫu này chụp lại gửi vào Zalo cho em, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em này.
Bây giờ thì em sẽ sang cái mẫu thứ năm của ngày hôm nay. Mẫu thứ năm của ngày hôm nay thì em cũng quay là rất là nhiều về cái mẫu này. Thế nhưng mà cái mẫu này thì nó có khác hơn là nó có chức năng. Ở đây là nó có tăng nhiệt độ này, 180 độ C này, và có chế độ là hầm. Chế độ là hầm xương, hầm canh, hầm ấy ở đây nhà mình nhá. Bên này thì có thêm phiên ấn 3S này. Và nó cũng đều dùng bằng cái này để mà mình chỉnh đĩa to nhỏ này. Đấy. Thành vách thì không có dấu hiệu chảy xước này. Cái này là thương hiệu Paloma. Không có dấu hiệu chảy xước ở nhà mình nhá. Đời rất là cao. Đời của chiếc bếp này rất là cao này. Đời 21 luôn. Đấy. Rất là cao luôn. Trong khay nướng vị nướng tất cả là inox nhá. Tất cả là inox này. Còn mới kinh càng luôn cả nhà mình ạ. Về mặt đằng trên thì nó là thuộc dòng mặt men này, phun kim tuyến màu nâu cà phê nhé. Đó, bo lỡ thì được làm bằng nhôm nguyên khối nhé. Đấy, họng bếp thì rất là đẹp, họng bếp tròn chỉnh này. Họng bếp rất là đẹp luôn. Đây là thoát hơi của lò nướng. Kiềng thì nó nằm ở đây cả nhà mình nhé. Bên em thì nhân viên họ nhiều, họ làm xong rồi họ cứ lôi họ vứt kiềng đi linh tinh, đến lúc mà vào quay thì lại chẳng thấy kiềng ở đâu. Đó. Kiềng đó. Vâng, cái này thì bên em đang bán với giá là 2.900.000 đồng. Bác nào mà ưng cái mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em. Và bây giờ thì em xin phép được sang cái mẫu cuối cùng của ngày hôm nay. Cái mẫu cuối cùng báo giá của ngày hôm nay thì nó cũng là thương hiệu Paloma phiến nhấn cả nhà mình nhé. Nó có thêm cái chức năng gọi như là hẹn giờ được 30 phút đây. Hẹn giờ được 30 phút của hai bếp nấu ở trên. Cái này thì thành vách cũng rất là đẹp này. Nó cũng không có chảy xước ở đâu cả nhà mình nhé. Cái này đời cũng cao, đời 21 này. Bề mặt đằng trên là mặt men này. Mặt men phun kim tuyến này, rất là đẹp. Màu đen nhé, bo lửa thì cũng được làm bằng nhôm nguyên khối cả nhà mình. Cái này nó cũng là bằng nhôm nguyên khối. Ở trên thì đều có miếng sắt để che chắn dầu mỡ nhé. Đây là thoát hơi của lò nướng này. Nó cái này thì bề mặt đằng trên của nó cũng không có dấu hiệu chảy xước hay là móp méo, rất là đẹp. Trong khay nướng vị nướng tất cả là inox nhé. Đó. Và một chiếc bếp mà nó có hai bếp nấu ở trên và một lò nướng ở dưới. Khi mà mình nấu thức ăn thì nó rất là tiện. Ở trên thì mình có thể là chiên xào hay là nấu canh này. Ở dưới mình nướng thức ăn này. Đó, rất là tiện. Một lúc mình làm được 3-4 món thức ăn. Mà nó lại tiết kiệm được cái thời gian để mình làm việc khác rất là nhiều. Đấy. Mà nó lại còn tiết kiệm được cái lượng ga nữa cả nhà mình nhá. Lượng ga tới 30-40% lượng ga. Rất là tuyệt vời. Và cái dòng bếp này thì nó rất là nhiều ưu điểm. Khi mà mình nấu đó nè, nước nó sôi trào xuống mặt bếp này thì đều tắt lửa và khóa ga nhé cả nhà mình nhé. Đó, hoặc là gió thổi tắt lửa thì cũng đều khóa ga lại. Đấy. Hoặc là nhiệt độ lên ngưỡng 250 độ mà nước trong nồi cạn thì cũng đều tắt lửa khóa ga. Đó là tính năng an toàn của dòng bếp Nhật. Cái nào thì cũng đều có cái tính năng đó cả nhà mình nhé. Phiến vặn, phiến nhấn hay là phun chức năng, đa chức năng hay là chức năng đơn giản đều có những cái quan trọng đó, tức là cảm biến đáy nồi. Đấy, rất là tuyệt vời. Vâng, cái này thì nó là H6 này, bên em đang bán với giá là 2.700.000 đồng. Bác nào mà ưng cái mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0336148716. Trong buổi báo giá của ngày hôm nay mà các bác theo dõi cái video của ngày hôm nay mà không có cái mẫu nào để mà mình ưng ý. Đấy, mình đang tìm lựa chọn một cái bếp để ưng ý cho gia đình nhà mình, thì mình có thể là liên hệ vào số điện thoại của em để em có thể là tư vấn cũng như là tìm những cái mẫu bếp mà nhà mình đang cần thiết, đang tìm bấy lâu nay mà chưa được nhé cả nhà mình nhé. Ở bên em thì rất là nhiều bếp, em sẽ quay qua cái không gian bếp để cả nhà mình vào xem, biết được là bên em thì rất là nhiều này, những dòng mặt sơn này, phiến vặn, phiến nhấn này, hoặc là dòng mặt men, phiến vặn, phiến nhấn này. Đấy, dòng phun chức năng, đa chức năng, mặt kính này. Đấy, rất là nhiều. Và cái dòng mà không có lò nướng, đấy, cũng có cả nhà mình nhé. Đấy, thì khi mà mình vào xem cái buổi video báo giá của ngày hôm nay mà mình thấy ở trên cái buổi báo giá này chưa có cái dòng mà mình tìm, thì có thể là liên hệ vào số điện thoại của em. Và bây giờ thì em sẽ quay lại với không gian báo giá của ngày hôm nay. Thì các bác mà theo dõi mà ưng cái mẫu nào thì chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em. Đến đây thì em xin được tạm dừng video. Bác nào mà đang vào xem kênh của em thì cũng mong ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.